Huyện Nghi Xuân vừa sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. 6 tháng đầu năm, huyện đoàn Nghi Xuân đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Đặc biệt là các hoạt động xung kích tình nguyện, phát triển kinh tế xã hội, phong trào tuổi trẻ tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, xung kích bảo vệ môi trường, đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm, vân vân. Nhân dịp Tết Nguyên đán, các cơ sở đoàn đã thăm hỏi và tặng gần 2.000 suất quà có tổng giá trị trên 500 triệu đồng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hưởng ứng tháng thanh niên năm 2019, tuổi trẻ Nghi Xuân đã đóng góp trên 2.000 ngày công, tham gia dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, bốc rỡ biển quảng cáo sai quy định, chỉnh trang khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu. Hưởng ứng ngày hội giọt máu hồng tình nguyện, đã có hàng trăm đoàn viên thanh niên tham gia. Kết quả thu được 222 đơn vị máu. Trong 6 tháng, Nghi Xuân đã tổ chức thành công Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên từ cơ sở đến cấp huyện, tổ chức lễ tuyên dương công trình và gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2014-2019, mở được 18 lớp cảm tình đoàn cho 860 thanh niên ưu tú. 6 tháng cuối năm 2019, huyện đoàn Nghi Xuân tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn, đặc biệt là lễ kỷ niệm 550 năm ngày thành lập huyện Nghi Xuân, chỉ đạo tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2019, tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện, thắp nến tri ân, đêm hội trăng rằm, đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các công trình phần việc thanh niên, tạo khí thế sôi nổi, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2019.